Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 76: Tính sổ. Thị nữ bị ông ta bất ngờ khiến trách thì sợ hết hồn, tay run lên làm đĩa thức ăn trên khay trượt xuống bàn rồi đập vào ly rượu trước mặt Hạ Thiệu Đình. Ly rượu bị đẩy ra một đoạn ngắn rồi đổ ra, thoát cái rượu trong ly văng lên người Hạ Thiệu Đình, ướt hết miếng ngọc kỳ lân mà hắn vẫn luôn mang theo bên người. Hạ thiệu đình không quan tâm quần áo bị ướt, hắn vội vàng lấy khăn tay sạch lau rượu trên miếng ngọc kỳ lân. Thứ vô dụng. Có chút chuyện mà làm cũng chẳng xong, cần ngươi có tác dụng gì, kéo xuống. Chờ mắt nhìn ly rượu bị đổ sạch, Phùng Duy Lượng khẩn trương, bước nhanh về phía trước và dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn trong chọc vào thị nữ kia. Thị nữ sợ đến nỗi, bụp, quỳ dạp xuống đất. Công tử tha mang, công tử tha mạng. Kéo xuống rồi tìm mẹ mình bán quách đi, trong phủ chúng ta giữ không nổi cái loại phế vật như này. Đỗ Thành Trung cũng hết sức tức giận. Hạ Thiệu Đình đang lau mọc kỳ lân nghe vậy động tác chợt khựng lại, khẽ trao đôi mày rầm, hắn nhìn thị nữ không ngừng dập đầu nhận sai. Cây chán của nàng ta nhanh chóng sưng đỏ một mảng, sau đó có hai nam tử ăn mặc như thị vệ nghiêm mặt đi tới, định bắt nàng ta xuống. Phùng Duy Lượng nắm chặt ly rượu đổ trên bàn, thấy rượu bên trong quả nhiên đã bị đổ hết ra ngoài không dư giọt nào thì vừa tức vừa vội. Hắn ta hận không thể giết chết thị nữ đã làm hỏng chuyện tốt của mình ngay tại chỗ. Thế là hắn nhìn hai gã thị vệ quát lớn. Còn ngây ra đó làm gì? Kéo ả ta xuống. Tha mạng, tha mạng. Công thử tha mạng. Cuối cùng hạ thiệu đình không nhịn được mà cười lạnh. Quý phủ quả nhiên quản giáo hạ nhân rất nghiêm chẳng trách năm đó làm ra được chuyện phá thai kia. Trái tim Đỗ Thành Trung bỗng chốc lột bục, khi thấy vẻ mặt Nhi từ trầm xuống trong nháy mắt, ông ta âm thầm kêu khô. Ông nào ngờ hắn sẽ liên tưởng đến chuyện năm đó từ một thị nữ phạm phải lỗi lầm này. Bỏ đi bỏ đi, kéo xuống dưới sai người dạy dỗ lại quy củ cho nàng ta, khi nào học xong quy củ rồi mới được trở lại làm việc. Khi tay của hai tên thị vệ sắp chạm vào thị nữ, ông ta làm bộ ho một tiếng khoát tay nói đa tả tướng quân đa tả tướng quân thị nữ sống sót sau tai nạn hướng ông ta dập đầu tạ ơn cuối cùng lại xoay người hướng hạ thiệu đình dập đầu thêm mấy cái cảm động đến rơi nước mắt và nói đa tả hạ thiệu đình làm như không nhìn thấy nàng ta chỉ cầm miếng ngọc kỳ lân lật đi lật lại không biết có phải ảo giác của hắn hay không hắn luôn cảm thấy màu sắc của miệng ngọc kỳ lân này hình như có chút thay đổi. Lau mạnh một hồi, vẫn thấy nó như vậy, hắn lập tức cảm thấy đau lầu không không thôi. Đây chính là món quà mà hối bé Bảo Nha tặng cho hắn, cũng chính là món quà đầu tiên nàng tặng cho mình. Hắn vẫn luôn mang theo bên người suốt những năm qua và nó đã trở thành vật quan trọng nhất của hắn. Miếng ngọc kỳ lân này bị bẩn rồi hả? Hay để cha tặng cho con cái mới nha? Đỗ Thành Trung tùy mặt gửi lời, vội vàng nói: "Không cần." Hạ Thiệu Đình có chút bực dọc khi đồ yêu thích nhất của mình bị làm hỏng, hắn nhất thời không còn lòng dạ nào cùng ông ta quanh co, vì thế nói thẳng: "Ta có chút việc công muốn hỏi Đỗ tướng quân, mời lượng công tử tạm thời tránh đi." Nói xong, hắn nhét khăn tay vào tay áo, còn miếng ngọc kỳ lân thì cẩn thận cất vào trong ngực. "Vậy được, ta không quấy dày hai người nữa." Nhưng mà chỗ rượu này đổ hết rồi, ta sẽ sai người hâm nóng lần nữa rồi mang tới. Phùng Duy Lượng cố gắng che giấu sự tức giận khi việc sắp thành lại hỏng, gắng gượng nở nụ cười. Không cần phiền thế, ta chỉ hỏi vài câu rồi đi ngay, không dám làm phiền quý phủ. Phùng Duy Lương không cam lòng, nhưng chỉ có thể tạm thời rời đi. Còn có công sự gì muốn hỏi ta? Mặc dù Đỗ Thành Trung lấy làm tiếc vì không thể nhân cơ hội rượu vào lời ra để kéo ngắn khoảng cách với hắn, nhưng ông ta cũng biết tính cách của Hạ Thiệu Đình nên không dám kiên trì, chỉ đành hỏi. Không biết Đỗ Tướng Quân hiểu rõ tiền triều phùng phủ, tiên phu phùng thăng của tôn phu nhân được bao nhiêu? Hạ Thiệu Đình hỏi thẳng. Vẻ mặt Đỗ Thành Trung cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Con hỏi về hắn ta làm gì? Tiên phu của Tôn phu nhân. Cách gọi như vậy, quả thực làm người ta nghe mà khó chịu trong lòng. Nhưng ông ta lại không thể nói được một câu phản bác nào, bởi vì những gì người ta nói đều là sự thật. Chuyện này liên quan đến một vị vương gia sống chết không rõ của tiền triều, xin Đỗ tướng quân nói rõ. Hạ Thiệu Đình trưng ra bộ mặt nghiêm túc khi đang giải quyết việc chung. Đỗ Thành Trung cảm thấy không thoải mái cho dù mấy năm nay ông luôn tỏ ra rộng lượng, nhưng ông vẫn để tâm đến chuyện nữ tử mà mình yêu từng gả cho người khác. Suy cho cùng, con gì mà năm đó Vân Phủ chọn chính là Phùng Thăng, chứ không phải ông. Phùng Thăng đại diện cho sự thất bại, quất nghẹn của ông nửa đời trước, quất nghẹn vì ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không thể giữ được. Chuyện ta biết không nhiều lắm, ta chỉ biết Phùng Phủ là thế gia danh môn tiền triều, tổ tiên từng sinh ra một vị hoàng hậu hai vị quý phi, nhưng mà từ đời của tổ phụ Phùng Thăng trở đi, Phùng Phủ dần dần lụi bại, trong đám con cháu không có một nhân vật nào xuất sắc, chỉ dựa vào cơ nghiệp của tổ tiên để lại mà khổ sở chống đỡ. Ông ta không tình nguyện trả lời. Theo những thông tin mà ta nhận được, phụ thân của Phùng Thăng từng là thư đồng của vị hoàng tử nào đó, nhưng trong ghi chép về hoàng thất tiền triều lại không tìm thấy vị hoàng tử này, ông có biết về sao hắn đi đâu không? Đỗ Thành Trung trao mày suy nghĩ. Chuyện này ta đã từng nghe phu nhân nhắc tới, hình như sức khỏe của vị hoàng tử này từ khi ra đời không được tốt cho lắm. Lúc đó tiên trưởng đã khẳng định thằng bé không thể sống qua tuổi 18, trừ khi sau này rời ra những nơi phú quý, dốc lòng tu đạo. Thế người có biết vị tiên trưởng kia tên gì không? Hạ Thiệu Đình gặng hỏi. Cái này thì ta không nhớ rõ. Đỗ Thành Trung ngừng một lát, lấy làm lạ. Con hỏi những thứ này chẳng lẽ vì con biết vị thân vương kia còn sống trên đời sao? Xuất gia tu đạo ư? Hạ thiệu đình đăm chiêu suy nghĩ, nhất thời không nghe thấy lời nói của ông ta. Một lát sau, hạ thiệu đình lại hỏi ông ta thêm mấy vấn đề nữa nhưng cũng không có được đáp án. Cho dù như thế, hắn cũng không tính là thất vọng, thấy thời gian không còn sớm, hắn đứng lên cáo từ. Dưới hiên, Phùng Duy Lượng dõi theo bóng lưng dần dần đi xa của hắn với ánh mắt hung ác và khuôn mặt không cam lòng. Chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước thôi là đã thành công rồi. Đến lúc đó, Hạ Thiệu Đình sẽ bệnh chết một cách thần không biết quỷ không hay. Hắn muốn nhìn xem một người chết còn có thể tranh với mình thế nào. Chỉ tiếc là... Hắn ta căm hận mà cắn chặt khớp răng, cuối cùng chỉ đành dõi theo bóng dáng kia biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Nói đến Hạ Thiệu Đình, sau khi về phủ của mình, hắn giao dây cương cho người hầu, sau khi rửa và lau khô nước trên tay hắn bước nhanh về phía chính phòng, chợt thấy Tảo Thăng đi đến trước mặt. "Tướng quân, phủ thượng thư có người đưa đồ đến. Mang đồ đến thư phòng là được." Hạ Thiệu Đình thuận mồm phân phó. "E rằng không được, đồ này vẫn còn ở trên tay người tới cơ. E rằng tướng quân phải tự mình đến chỗ nàng lấy." Giọng điệu của Tào Thăng có chút bất lực. Hạ Thiệu Đình khó hiểu. Phải đích thân ta đến lấy. Đúng là như vậy à? Tào Thăng hắng giọng trả lời. Hạ Thiệu Đình hồ nghi, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Hắn ở đâu? Đang ở trong vườn cho mèo hoang ăn à? Tào Thăng càng thêm bất lực. Hạ Thiệu Đình sửng sốt, rồi hắn lập tức bật cười, chân bước càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đi vào trong vườn hắn quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên thành đá trong đình, đôi chân đong đưa, tay nàng đang nắm thứ gì đó và liên tục ném về phía con mèo ú trước mặt. Đáng tiếc con mèo ú chỉ lười biếng ngắm nhìn nàng, sau đó nó tiếp tục nằm bỏ ra đất không thèm động đậy. Trên đời này cũng có con mèo lười như vậy hả? Nói mày được hộ gia đình nào đó nuông chiều thì ta cũng tin. Hắn nghe người nọ quở. Hắn lặng lặng nhìn một lúc, thấy tiểu cô nương lại ăn mặc thành gã sai vặt, trông như một chú mèo lề mề chậm chạp, véo nửa cái bánh bao chay trong tay thành từng màu từng màu nhỏ rồi ném về phía con mèo trước mặt. Đáng tiếc, mèo đại gia rõ ràng không thích những màu bánh bao đã hỏng của nàng, ngay cả mí mắt nó cũng lười vén lên, chứ đừng nói là đi tới ăn những màu bánh kia. Phạm Quảng bên cạnh liếc xéo nàng với ánh mắt khinh bì. Đúng là tiểu yêu nữ ngu xuẩn, Mèo ú kén trọn như này làm sao có thể ăn bánh bao chay chứ? Bảo nha. Cuối cùng Hạ Thiệu Đình đành khẽ gọi, ngữ khí mang theo ý cười nồng đậm. Đường quân dao nghe thấy giọng nói của hắn, lập tức nhảy từ trên thành đá xuống, vui sướng chạy về phía hắn và nắm lấy cổ tay áo rồi lắc theo thói quen, tiếng nói dịu dàng mà phàn nàn. Đình ca, sao giờ chàng mới về? Muội đợi chàng lâu lắm rồi đấy. Hai người đều không chú ý, một chiếc khăn tay trắng bay ra từ trong tay áo của Hạ Thiệu Đình, chiếc khăn kia bay theo gió một đoạn, sau cùng bay rơi xuống vũng nước trũng trên đất, và nhanh chóng bị nước thấm vào. Trên đường có chút việc nên nán lại một lúc. Hạ Thiệu Đình ấy nấy trả lời. Sao nàng lại qua đây? Muội đến đưa bức họa cho chàng ấy mà. Chàng đã đồng ý giúp muội tìm người nên muội đương nhiên cũng phải đưa bức họa của người cần tìm đến cho chàng chứ đường quân giao trả lời thản nhiên hạ thiệu đình khẽ cười nhỏ giọng nói loại việc đưa đồ này làm sao đến lượt đường tam cô nương đích thân ra cửa chứ đường quân giao cười hi hi và tiến đến gần hắn vốn dĩ không đến lượt muội chẳng qua người ta muốn gặp chàng ấy mà lúc nãy ở nhà châu ca cứ ở bên cạnh nhìn chằm chằm nên muội còn rất nhiều chuyện chưa nói với chàng nụ cười của hạ thiệu đình càng thêm tươi hắn giơ tay nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng một cách chiều mến. Phạm Quảng căm hận chừng mắt nhìn tiểu yêu nữ không biết xấu hổ đang tiến lại gần tướng quân, lúc hắn đang định tiến lên thì bị tào thăng lôi thẳng đi. Đường quân giao ngửa mặt nhìn hắn rồi cười đến nỗi mắt mày cong cong, đôi lúm đồng tiền vừa ngọt ngào vừa mê người lại nở ra, lần này hạ thiệu đình nhịn không nổi, hắn vươn món tay nhẹ nhàng chọc vào, mềm mềm âm ấm, thoải mái vô cùng lúc nãy chàng đi đâu vậy, đình ca? Đường quân giao vui vẻ khi thấy hắn thân mật với mình, càng ngày càng cọ sát vào cánh hắn hơn, cười khúc khích hỏi vẩn vơ. Hạ thiệu đình cũng không hề giấu nàng. Đến phủ trấn viễn tướng quân. Đường quân giao rất bất ngờ. Hạ thiệu đình do dự dây lát, nhẹ giọng nói tiếp. Đỗ Thành Trung là cha ruột của ta. Tuy đường quân giao đã biết từ lâu, nhưng lúc này nàng vẫn vờ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hạ thiệu đình kể hết thân thế của mình cho nàng. Giọng nói của hắn ôn hòa, nghe không ra nửa phần hỉ nộ ái ố, thế nhưng... Đường quân dao vẫn tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, cơ thể hơi run rẩy. Quả thực không bằng cầm thú. Nàng gần từng câu, lại đau lòng cho thân thế chớ trêu của thiếu niên ánh trăng. Khổ thân hắn từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng vẫn có thể giữ được tâm thái nhã nhặn, cũng không hề nghĩ đến việc phải báo thù ai. Nàng thú nhận, nếu đổi lại là mình thì nàng tuyệt đối không bình tĩnh hòa nhã được như thế, cũng không có chuyện không đi báo thù. Thấy nàng ôm nỗi bất công vì mình, Hạ Thiệu Đình cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, nhìn dung mạo tươi đẹp như hoa. Trong chốc lát hắn không thể giàn xuống nỗi xúc động trong lòng, khàn giọng nói. "Bảo Nha, đợi nàng cập kê rồi, ta sẽ đến nhà nàng cầu hôn được không?" Đường Quân Dao đang tức điên cả đầu vừa nghe hắn nói lời này thì cả người ngớ ra trong giây lát, nàng không hiểu rõ ràng đang nói tới chuyện thân thế của hắn, sao tự nhiên lại chuyển sang chuyện thành thân rồi. Dù là như vậy, nàng vẫn có một chút ngại ngùng và vui sướng thế nhưng vẫn đáp lại một cách trong trẻo tự nhiên. Được ạ. À. Nàng đồng ý đến mức sảng khoái như vậy lại làm cho Hạ Thiệu Đình ngớ ra, rồi lập tức khẽ cười, hắn cảm thấy như có một cơn gió ấm áp thổi bay tất cả bóng tối trong lòng hắn. Ánh mắt hai người cuốn quýt bên nhau, trên mặt ai cũng nở ra một nụ cười vui sướng. Đột nhiên, tiếng mèo kêu ngạo éo ngạo éo, đầy đau đớn đã cắt ngang nhu tình mật ý của hai người cả hai cùng nhau nghiêng đầu nhìn thì thấy con mèo ú đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất chính nó đang phát ra những tiếng kêu méo éo ngao éo đầy đau đớn kia chuyện gì xảy ra vậy lúc nãy vẫn khỏe lắm mà đường quân giao bước nhanh về phía trước thấy con mèo đang sùi bọt mép cả người co giật nàng lấy làm kinh hãi hạ thiệu đình vội vàng ngồi xổm xuống định kiểm tra con mèo ú lại kêu lên một tiếng đau đớn hơn sau đó nó nôn ra một ngụm máu đen phạm quảng cùng tào thăng nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy tới thấy thê cũng giật hết cả mình tào thăng mắt sắc chỉ vào một cái khăn tay trên vũng nước nói có phải nó uống nước trong này không phạm quảng lập tức mời đại phu tào thăng đi lấy một bát nước sạch đến đây hạ thiệu đình bình tĩnh phân phó khi Phạm Quảng đưa đại phu vội vàng chạy tới thì con mèo ú đã hấp hối. Trên đất vẫn còn một vài vũng máu đen do nó nôn ra. Tướng quân, nó trúng độc rồi. Đại phu kiểm tra con mèo thật kỹ, lại dùng ngân châm giò máu trên đất, sắc mặt đại phu lập tức biến đổi. Mặc dù chỉ là một súc sinh, nhưng dù sao cũng có duyên với hạ mỗ, xin ngài hãy cố gắng cứu nó. Hạ thiệu đình trầm giọng nói đại phu đồng ý. Đường quân giao không quấy giày đại phu, nhìn hạ thiệu đình nhặt chiếc khăn tay kia lên với vẻ mặt trầm ngâm, sau đó lại nhìn hắn vứt nó vào cái bát to chứa đầy nước. Sau một thoáng do dự, nàng lại thấy hắn lấy từ trong người ra một miếng ngọc kỳ lân rồi ném nó vào trong. Sau một lúc lâu, hắn nhận lấy ngân châm mà tào thăng đưa qua rồi dò vào trong bát. Khi đường quân giao đi tới, nàng nhìn thấy cây ngân châm kia đã bị đen một nửa trong nước có độc phạm quảng sợ hãi thốt lên không là khăn tay và ngọc kỳ lân có độc đường quân giao quả quyết nói Tảo thăng chưa từ bỏ ý định hắn bưng bát đi đến trước mặt đại phu vừa khéo chữa xong cho con mèo béo rồi nhỏ giọng nói vài câu với ông ta đình ca chiếc khăn này là đồ trên người huy ngà trước đó nó có từng dính phải thứ gì không đường quân giao bình tĩnh hỏi lúc nãy ở phủ trấn viễn tướng quân làm đổ ly rượu thấy ngọc kỳ lân dính rượu ta bèn dùng khăn lau đi hạ thiệu đình cảm thấy khá khó chịu đỗ thành trung lão già vô dụng đó muốn hạ độc tướng quân sao phạm quảng trợn mắt khó tin hạ thiệu đình không nói chuyện còn đường quân giao thì cười lạnh nói chưa chắc đã là đỗ thành trung nếu thật sự phải bàn về vấn đề này trong phủ đó chỉ có một người đặc biệt hy vọng tướng quân của các ngươi xảy ra chuyện mà thôi. Bên kia, Tào Thăng đã dẫn đại phu đi qua đây. Mời tướng quân đưa tay ra để ta bắt mạch. Đại phu khẽ nói. Hạ Thiệu Đình đưa tay ra mà không cần nghĩ ngợi, mặc ông ta bắt mạch. Vô cùng may mắn, mạch tượng của tướng quân vững vàng mạnh mẽ, chắc là chưa hề dính phải độc. Đại phu thu tay bắt mạch lại, nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc là loại độc gì đường quân giao hấp tấp hỏi là một loại độc có xuất xứ từ tây địch thuốc độc này có độc tính vừa mạnh vừa chậm chạp sẽ không lập tức dẫn đến tử cong chỉ là một khi người ta dính phải nó cơ thể sẽ trở nên càng ngày càng yếu giống như ngã bệnh bình thường lúc tốt lúc xấu nhưng khi đến một mức độ nào đó cơ thể sẽ càng suy yếu hơn cuối cùng sẽ chết vì bệnh tật triền miên sức khỏe suy kiệt như thể chết bệnh vậy làm cho người ta nhìn không ra điểm khác thường. Trái tim Đường Quân giao thắt lại, theo bản năng nắm chặt lấy tay Hạ Thiệu Đình, trong nháy mắt, nàng đã nhớ đến kết cục chết bệnh trong cuộc chinh chiến phía đông của hắn đời trước. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đời trước hắn không phải chết vì bệnh mà là bị người ta hạ độc sao? Nghĩ đến khả năng này, nàng như thể bị dao cùn cứa vào tim, đau đến độ mặt này trắng bệch. Không nên như vậy. Người này không nên có kết cục như thế, hắn vốn nên có tương lai tốt đẹp hơn, vốn nên rong ruổi xa trường để đạt được những thành tựu to lớn, chứ không phải chết tức tưởi vì bệnh tật trong sự tiếc nuối và xót thương của người đời. Hạ Thiệu Đình nhận ra sự sợ hãi của nàng, hắn vỗ vào mờ u bàn tay nàng an ủi. "Đừng sợ, ta không sao." Trước nay hắn luôn thờ ơ với chuyện sống chết, giờ phút này cho dù biết mình suýt nữa đi vào quỷ môn quan, nhưng cảm xúc của hắn cũng không hề có chút thăng trầm nào đường quân giao hít thở sâu vài cái cất giọng phân phó hồ vệ tào nhờ huynh đến phủ trấn viễn tướng quân mời đỗ tướng quân đến đây nói là hạ tướng quân có việc gấp muốn thương lượng với ông ta nhất định phải mời được người đến Tào thăng hiểu chắp tay vái rồi lui xuống mời ông ta đến làm gì để ta tới đó chém phát cái đầu của hai phụ tử giả đấy cho rồi Phạm Quảng phẫn nộ nói. Đường quân giao không thèm để ý đến hắn, vội dặn người chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch, thúc giục hạ thiệu đình mau đi tắm rửa, nhân tiện thay bộ quần áo đã dính rượu độc này ra. Hạ thiệu đình không bác nửa lời, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của nàng. Thấy nàng đảo khách thành chủ, ở trong phủ phân phó chỗ này căn dặn chỗ kia, Phạm Quảng lại nhịn không nổi mà thầm thi, da mặt của tiểu yêu nữ dày thật đấy, làm như mình là chủ tử ở đây không bằng. Đường Quân Giao lo lắng hỏi Đại Phu về tình trạng sức khỏe của Hạ Thiệu Đình lần nữa. Sau khi nhận được sự bảo đảm nhiều lần của đối phương và khẳng định rằng ngoại trừ những vết thương cũ nhiều năm trên chiến trường để để lại nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng ra, thì không còn bất kỳ vấn đề nào khác. Đỗ Thành Trung đến khá nhanh. Hạ Thiệu Đình bên này còn chưa tắm rửa thay đồ xong mà ông ta đã đi theo tàu thang đến. Thiệu Đình đâu? thấy khu vườn rộng rãi không có bóng dáng của Hạ Thiệu Đình, chỉ có Phạm Quảng, một vị đại phu trung niên, còn có một tên sai vặt quá mức tuấn tú. Ông ta lại thấy Phạm Quảng đang chừng mắt nhìn mình, như thể muốn xông lên tới nơi. Còn tên sai vặt nhỏ bé kia lại cùng một ánh mắt kinh bỉ nhìn mình, như thể ông là cái thứ gì dơ bẩn lắm, khiến cho mặt của ông ta sầm xuống vì không vui. Ngươi là ai? Không hiểu chút phép tắc nào cả, Ta hỏi ngươi Thiệu Đình đâu? Ông ta trợn mặt quát hỏi tên sai vặt. Đường Quân giao chớp chớp đôi mắt, thản nhiên nói: "Ta họ họ, ông có thể gọi ta là Hạ phu nhân." Phạm Quảng, Tào Thăng. Cái da mặt này quả thực còn dày hơn cả tường thành. Hạ Thiệu Đình đang định bước ra chợt dừng lại, tay hắn nóng lên, trái tim ngập tràn vui sướng, khóe miệng cũng bất giác cong lên hắn không đi ra ngoài nữa mà tiếp tục nghe Hạ Phu Nhân nói. Đỗ Thành Trung mất một lát mới phản ứng lại, ông ta hiếp đôi mắt quan sát tỉ mỉ nàng một phen, bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, không vui nói. Xin đường cô nương hãy ăn nói cho cẩn thận, người không cần thanh danh nhưng thiệu đình cần đấy. Đường quân giao hư lạnh một tiếng. Người chàng đều là của ta, còn cần thanh danh làm cái gì? Phạm Quảng không dám tin mà hai mắt trợn to. Không phải chứ, tướng quân đã bị tiểu yêu nữ này. Tảo Thăng bịt mắt quay mặt đi, hắn cảm thấy mình đã nhìn đủ cái khuôn mặt dày của cô nương này rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Thiệu Đình lập tức đỏ bừng, lại càng không dám đi ra. Đỗ Thành Trung tức giận mắng. Không biết liêm sỉ, đường tùng niên dạy nữ nhi như thế hả? Cha ta dạy ta nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như, ông ấy đã từng dạy ta rằng, súc sinh chính là súc sinh, đã là con chó thì cho dù có ăn mặc như con người, về bản chất vẫn chỉ là một con súc sinh, thế nên cũng chẳng cần thiết phải cho hắn thể diện. Người mắng ai? Đỗ Thành Trung giận dữ. Ta mắng súc sinh, mắng cái loại bạc tình cạn nghĩa, đuổi thê giết con, mắng kẻ mặt người dạ thú sau khi nhận được báo ứng lại mặt dày mày dạn đến nhận thân, nhận thân không thành lại âm thầm dùng thủ đoạn thâm độc, Đỗ tướng quân tức giận như vậy, chẳng lẽ ông cũng là loại xúc sinh như vậy sao? Hốn xược Đỗ thành trung giận tím mặt mày, chợt đánh một trường về phía nàng. Tảo thăng lẫn phạm quảng đều kinh hãi, muốn phi người lên cứu nhưng lại có người nhanh hơn bọn họ. Một bóng xanh vút qua như tia chớp, chắn trước người đường quân giao, cứng rắn đỡ lấy một trường của đỗ thành trung. Một tiếng trầm đục vang lên, trường phong giao nhau, Đỗ Thành Trung bị chấn động vội lui về sau vài bước, khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng, phụt, một tiếng hộp ra một ngụm máu tươi. Ông muốn lấy mạng của ta, ta sẽ xem như trả ông ân sinh thành. Nhưng nếu ông muốn làm nàng bị thương, cho dù ta có liều cả mạng sống, cũng nhất định khiến ông phải trả giá. Mặt hạ thiệu đình tái nhợt và đầy sát khí, hắn nhìn trong chọc khóe miệng rơm máu của Đỗ Thành Trung gần từng chữ. Đỗ Thành Trung nhìn hắn với ánh mắt không dám tin, khi nhìn thấy sát ý không che giấu của hắn, ông ta cảm thấy một cơn ớn lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, trái tim lạnh buốt. Giờ này phút này, cuối cùng ông cũng hiểu được, đời này ông không thể đợi được đến ngày phụ tử nhận nhau. Làm sao cha lại muốn lấy mạng sống của con chứ? Con là nhi tử duy nhất của ta, ta làm sao có thể lấy đi mạng sống của con? Vẻ mặt ông ta suy sụp, đưa tay lao vết máu ở khóe miệng, cay đắng nói. Đường quân giao được Hạ Thiệu Đình che chở sau lưng không ngờ rằng Đỗ Thành Trung lại có thể động tay động chân chỉ vì nói chuyện không hợp, lúc này nàn vô cùng tức giận. Đỗ tướng quân, ông để tay lên ngực tự hỏi đi, nếu ông con đàn cháu đống nhi nữ đề huệ thì ông còn muốn nhận lại đứa con bị ông vứt bỏ năm đó không? E là chẳng những sẽ không, mà ông còn muốn đuổi cùng giết tận, để tránh truyền ra ngoài làm tổn hại thanh danh của ông. Bây giờ, cái mà ông gọi là hối hận, chẳng qua chỉ nhằm vào hai chữ duy nhất mà thôi, làm gì có chuyện ông thật sự hối hận chứ? Ta chỉ là không ngờ rằng ông lại tàn nhẫn như vậy, chỉ vì Đình ca không nhận ông, mà ông muốn loại bỏ huynh ấy càng sớm càng tốt, ngay cả thủ đoạn thấp kém hèn hạ như hạ độc mà ông cũng sử dụng. Người ngậm máu phun người. Đỗ Thành trung tức đến mức gân xanh trên trán đều hiện ra, nắm tay siết chặt, nhìn nàng với ánh mắt ăn thịt người ta ngậm máu phun người. Đường quân giao thoát cái nhảy từ phía sau hạ thiệu đình ra, thao thao kể lại chuyện lúc nãy và không quên cho thêm chút dầu chút giấm, phạm quảng nghe mà không ngừng chép lưỡi. Không phải trước đó nàng ta nói chưa chắc đã là đỗ thành trung, mà rất có khả năng là phùng di lượng sao? Sao lại nói kiểu khác rồi? Trường 77, chia rẽ. Tào thang liếc hắn ta một cái, lại lười trả lời câu hỏi của cái đồ đần như hắn ta trong phủ chúng ta có nuôi một con mèo nó to khỏe như con nghé từ trước đến nay luôn sống rất vui vẻ hạnh phúc bấy giờ nó chẳng qua chỉ liếm mấy ngụm nước trong vũng kia thế mà đã vừa rủi bọt mép vừa nôn ra máu đen hai chân đạp liên hồi đủ để thấy rằng độc tính này có bao nhiêu mạnh người hạ độc có bao nhiêu nham hiểm chẳng qua đình ca chỉ tạm thời không chịu nhận ông cũng chưa từng nói nửa câu không tốt về ông ra bên ngoài nguyên nhân khiến mọi người trong kinh thành đều truyền tay nhau về mối quan hệ của hai người là bởi vì ông cứ cách dăm ba ngày lại mò tới đây quấn lấy chàng, bắt chàng nhận thân. Giờ đây nhận con không thành nên ông cảm thấy mất mặt, lại sợ bị người ta biết chuyện xấu của mình năm đó, ông bèn dứt khoát đã làm phải làm đến cùng, chọn cách giết người diệt khẩu. Một là để ông hà giả vì bị nhi tử ruột thịt coi như người dưng nước lá, hai là có thể loại bỏ tai họa về sau. Giỏi cho một chấn viễn tướng quân, một người cha tự ái, một trái tim hung tàn. Dù đường quân giao tức nhưng vẫn thản nhiên nói mà không hề thở gấp, nàng nói rành mạch đến nỗi mặt đỗ thành trung xanh mét, trợn tròn mắt. Há có lý yó, nói sằng nói xiên, nói bậy nói bà. Nói bậy nói bà cái gì, những gì ta nói đều có chứng cứ cả đấy. Từ lúc bắt đầu ông đã giả vờ rằng vết thương cũ tái phát để lợi dụng lòng vị tha của đình ca, mượn tay phùng di lượng dẫn chàng tới, nhân lúc đình ca không phòng bị mà hạ độc vào ly rượu của chàng may mà ông trời có mắt không để kẻ ác thực hiện được ly rượu kia bị thị nữ vô ý làm đổ rượu độc bị văng ra ngoài thế nên đình ca mới tránh được một kiếp ông nói xem nếu ông không có ý định xấu tại sao ông phải sai phùng duy lượng đến lừa đình ca chính là ông chính ông đã hạ độc đường quân giao căm tức nhìn ông ta cả tiếng trách móc Đỗ Thành Trung tức giận đến mức tròm dâu vảnh lên, thế nhưng mồm miệng không nhanh nhẹn bằng nàng, lại bị nàng mỉa mai một trận, càng tức đến độ đỉnh đầu bốc khói. Ông ta phải thở liên tiếp vài hơi, lúc này mới miễn cưỡng kìm nén được cơn xung động muốn giết chết nha đầu chết tiệt này. Hạ thiệu đình nhíu mày tiến lên che chở trước mặt đường quân giao. Ông ta nhìn chằm chằm cánh môi mím chặt không nói tiếng nào của hạ thiệu đình, Đồng thời không bỏ sót chốt biểu tình nào trên khuôn mặt của Nhi Tử, hỏi gần từ chữ. Thiệu Đình, con cũng tin những lời nói bậy của nàng ta, cũng cảm thấy ta muốn đầu độc con sao. Hạ Thiệu Đình đối diện với ánh mắt của ông ta, vẻ mặt bình tĩnh, nói. Quả thực tê bị dính độc này ở phủ của ông, mà cả ngày hôm nay cũng chỉ có ông mời rượu ta. Đỗ Thành Trung nghẹn thở, thoáng tay đã hiểu rõ ý của hắn. Ông ta lập tức vừa bực vừa gấp vừa giận. Đúng thế, người sáng suốt đều biết hung thủ chính là ông. Đường Quân giao ló nửa khuôn mặt từ phía sau Hạ Thiệu Đình ra, lớn tiếng kêu. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta không làm là không làm. Ông ra thở dồn dập vài cái, sắc mặt u ám, vẻ mặt có chút chua chát. Đường cô nương có một câu nói rất đúng. Hắn là nhi tử duy nhất của ta là hy vọng duy nhất của gia tộc họ đỗ ra, cho dù ta chết cũng không thể làm tổn thương hắn. Về phần ngươi nói cái gì mà ta sợ người khác biết chuyện sai lầm năm đó của ta thì hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, nếu ta đã không sợ người khác biết được quan hệ phụ tử của ta và con, thì đương nhiên cũng không sợ chuyện quá khứ bị người khác đào móc, thì sao phải giết người diệt khẩu. Hạ thiệu đình khẽ chớp mắt, còn chưa kịp nói gì thì đường quân dao đã đẩy cánh tay của hắn ra, ló đầu ra từ phía sau hắn, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trao hàng lông mày thanh tú, nói. Ông nói những điều này cũng có chút đạo ló, thế nhưng vẫn chưa đủ để rửa sạch hiểm nghi của ông. Suy cho cùng, đình ca suýt nữa gặp chuyện không may ở phủ của ông. Hơn nữa, đầu kia xuất xứ từ đông địch, ông lại là tướng quân trinh chiến khắp nơi những năm qua, đương nhiên có cơ hội nhận được thuốc độ của người Tây địch. Đỗ Thành Trung bực bội, căm hận chừng mắt nhìn nàng. Còn nhà đầu chết tiệt này rõ ràng đang nắm bắt mọi cơ hội để chia rẽ hai cha con ông, sau này nếu Thiệu Đình thật sự cưới nàng ta, đừng nói là cha con ông vĩnh viễn không thể nhận nhau, sợ rằng ngay cả khả năng chung sống hòa bình cũng không có. Nếu chuyện này đã xảy ra ở phủ trấn Viễn Tướng quân, tự ta sẽ cho người một lời giải thích. Ông muốn cho lời giải thích gì? Chẳng lẽ ông đang định vừa ăn cướp vừa la làng hả? Đường quân dao nhìn ông ta bằng ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Ngươi! Đỗ Thành Trung không ngừng nói với chính mình rằng phải nhẫn nhịn, sau đó khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, lúc này mới kìm nén tức giận nói. Ba ngày, trong ba ngày ta chắc chắn sẽ điều tra rõ mọi chuyện, đến lúc đó ta sẽ trói hung phạm thật sự đến trước mặt các ngươi, tùy các ngươi xử trí. Đường quân giao cười khẩy. Ông coi ta là con nhóc ba tuổi sao? Ba ngày ba ngày đã đủ để hung thủ tiêu hủy hết mọi chứng cứ. Ông nói ra câu này, chứng tỏ ông chính là hung phạm hoặc ông đang cố tình bao che cho hung phạm. Đỗ Thành Trung tức đến nỗi phổi sắp bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như thế, hai ngày, ta chắc chắn sẽ cho các người một câu trả lời trong vòng hai ngày. Một ngày, giờ này ngày mai ông nhất định phải cho chúng ta một kết quả. Tục ngữ nói, việc binh quý ở thần tốc, nếu hung phạm quả thật là một người khác, bây giờ ông đánh bất ngờ, nhất định có thể đánh hắn không kịp trở tay. Nếu không, đừng nói là cho ông ba ngày, cho dù là ba tháng, ba năm cũng không thể điều tra ra cái gì hữu dụng. Đường quân giao còn lâu mới cỏ kè mặc cả cùng ông ta, nàng trực tiếp đưa ra kỳ hạn cuối cùng. Sau cùng lại đe dọa, nói. Nếu ông bỏ lỡ thời gian, ta sẽ đích thân vào cung xin bệ hạ làm chủ đến lúc đó ai cũng đừng hòng thoát được. Đời này Đỗ Thành Trung chưa từng bị một tiểu cô nương uy hiếp bao giờ, nghe vậy tức quá hóa cười. Được, tốt lắm, đã như thế, một ngày thì một ngày. Nói xong, hắn quay người rời đi, đi được vài bước bèn dừng lại, nhưng người nhìn Hạ Thiệu Đình với sâu xa, thấy ánh mắt của hắn hoàn toàn đặt lên người nha đầu chết tiệt kia, trên mặt lộ ra vẻ bất lực lẫn yêu chiều mà ông ta chưa bao giờ trông thấy ông ta rủ mắt xuống, cuối cùng nhanh chóng rời đi. Hạ thiệu đình không quan tâm đến việc ông ta rời đi, hắn đưa tay chọc vào mặt đường quân dao, mặt đầy vẻ bất lực. Nhanh mồm nhanh miệng. Đường quân dao coi như hắn đang khen mình, lại nhìn hắn cười đắc ý làm lộ ra lúm đồng tiền trên má, nàng thấy đôi môi hắn mấp máy như thể muốn nói gì đó, vội vàng chạy tới chỗ đại phu đang thu dọn hòm thuốc. Đại phu, con mèo béo này sao rồi? nó trúng độc không sâu, có lẽ uống không nhiều nước, ta đã kê thuốc, sắc thuốc cho nó uống mấy ngày là khỏi rồi. Đường quân giao nhẹ nhàng thở ra, thấy con mèo béo đã được chữa trị xong xuôi, đang yếu ớt nằm ươn trên mặt đất, hoàn toàn không còn dáng vẻ căng tràn sức sống như lúc nãy nữa, thỉnh thoảng sẽ kêu vài tiếng oan ức, meo meo. Được rồi, được rồi, lần này may nhờ có mày, đợi khi nào mày khỏi rồi ta sẽ cho mày ăn bánh bao chay nàng vò đầu an ủi nó mèo béo méo 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 càng oan ức hơn nó không ăn bánh bao chay nó thích ăn cá phạm quảng cuối cùng cũng không nhịn được mà chen lời vào ta biết mèo thích ăn cá nhưng ta thích cho nó ăn bánh bao chay đấy đợi khi nó thích ăn bánh bao chay rồi ta còn muốn cho nó ăn củ cải với rau xanh cơ đường quân dao cười tủm tìm trả lời phạm quảng nói không nên lời trước câu nói của nàng khuôn mặt hắn đỏ lên vì kìm nén cô cô làm thế là già mồm át lẽ phải ta thích thế mèo ú của ta do ta làm chủ đường quân giao hư một tiếng cố tình chọc tức hắn nó khi nào thì nó thành mèo của cô rõ ràng nó là một con mèo hoang không biết từ đâu đến phạm quảng cáo kỉnh nói ăn bánh bao chay của da thì chính là mèo của ta cái này, cái này cô, cô. Phạm Quảng nói năng vụng về không biết nên phản bác thế nào. Hạ Thiệu Đình không nhịn được cười, vội vàng tiến lên kéo lấy tiểu cô nương vẫn đang hăng say bắt nạt người khác, hắn vừa buồn cười vừa tức giận. Không phải nàng nói đến đưa tranh vẽ cho ta Tranh kia đâu? Đường quân giao chợt nhớ ra, vỗ gáy nói. Ôi chao, xem nữa quên mất tiêu. Nói xong, nàng đi về phía cái đình, mở bọc vài nhỏ đặt trên thành đá ra, cầm lấy bức tranh vẽ mẫu thân của môn vũ ra, sau đó mở nó ra và đưa đến trước mặt Hạ Thiệu Đình. Chính là người này, có lẽ bà ấy đã không còn trên đời, phu gia của bà ấy có lẽ họ hứa, có lẽ nương gia họ khúc, nhưng muội cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Người trong bức tranh có thể có liên quan gì đó với thị thiếp hứa đinh nhược của dự vương chàng có thể điều tra theo manh mối này. Phủ dự vương. Hạ thiệu đình cảm thấy hơi khó chịu, cũng cảm thấy lòng mình chua chua. Nhớ đến dự vương từng có ý muốn cưới tiểu cô nương của hắn làm chính phi, mặc dù tiểu cô nương đã từ chối nhưng mà chuyện dự cương có cảm tình với nàng là sự thật không thể nghi ngờ. Nàng điều tra thị thiếp của dự vương làm gì? Lúc nào muội Đường quân giao toan nói mình người mình muốn điều tra là hứa đinh nhược, nhưng sau khi thấy nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên tắt ngóm, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, trong mắt nàng đảo một vòng, cười khanh khách tiến lại gần hắn, nói. Đình ca, có phải chàng ghen không? Trái tim hạ thiệu đình siết lại, thế nhưng khuôn mặt lại không lộ ra nửa điểm khác thường, nói khá thản nhiên. Nói vớ vẩn gì thế? Ghen thì ghen, có gì đâu phải ngượng, muội sẽ không cười nhạo chàng. Đường quân dao chọc tay vào mặt hắn và cười hi hi, khiến cho đối phương nhìn nàng chằm chằm, nhưng nàng không hề sợ hãi mà còn cười càng lúc càng thoải mái. Cái bộ dạng này, rõ ràng là đang ghen, thế mà cứ không chịu thừa nhận, cái đồ hạ thiệu đình ư sĩ diện này thật sự khiến lòng người ngứa ngáy. Hạ thiệu đình không được tự nhiên trước nụ cười của nàng, nhưng hắn cũng hết cách với nàng chỉ đành nhanh chóng cuộn tranh lại và nói lảng sang chuyện khác. Muội cảm thấy Đỗ Thành Trung có thể điều tra ra phùng di lượng không? Đương nhiên có thể, bây giờ ông ta một lòng muốn rửa sạch oan khất, đương nhiên sẽ dồn hết tâm trí đi tra. Ông ta mới chính là chủ tử chân chính của phủ trấn Viễn tướng quân, hễ ông ta có lòng thì chẳng có chuyện gì mà ông ta không tra ra được hết. Đường quân giao quả nhiên bị hắn rời lực chú ý, trả lời tướng đối quả quyết. Nếu ông ta cố ý bao che thì sao? Hạ thiệu đình cảm thấy không mấy lạc quan. Nói cho cùng hắn cũng chẳng xảy ra chuyện không may. Phùng Duy Lượng lại còn được chính người nọ tự tay nuôi lớn, đối xử như con đẻ. Ông ta há có thể xử lý theo lẽ công, đến lúc đó đại khái sẽ không giải quyết được gì. Cho nên chúng ta không thể cho là thật mà ngoan ngoãn ở nhà đợi ông ta. Ngày mai chúng ta sẽ đột nhiên đánh tới, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Còn về tình cảm giữa hai phụ già tự giả đó, theo muội thấy thật ra chỉ mỏng manh như tờ giấy trắng mà thôi. Chàng yên tâm, muội tử có cách làm cho Đỗ Thành Trung chẳng những không bao che, mà còn khiến ông ta điều tra cặn kẽ hơn. Đường quân giao tràn đầy tự tin. Kế ly gián gì đó, nàng thạo nhất luôn. Hạ thiệu đình bật cười. Tóm lại, ngày mai chàng đừng đi đâu cả, cứ ở phủ đợi ta, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đánh tới phủ trấn viễn tướng quân xem náo nhiệt đường quân giao khó nén hướng vân nói nàng lơ đãng nhìn sắc trời nụ cười lập tức yểu xìu bỗng nhiên vỗ mạnh vào gáy toi rồi toi rồi đã đi lâu như thế rồi ta phải nhanh chóng quay về thôi làm thuần nhất định đang sốt ruột chờ nếu để nương biết thì nguy đình ca muội đi nha nhớ ngày mai ở phủ đợi muội đó nàng nhảy chân sáo đi khá xa hạ thiệu đình trong phút mất hồn cũng không hề kéo nàng lại hắn trơ mắt nhìn nàng lanh lợi như một chú thỏ con chạy hai ba bước đã không thấy bóng dáng khiến hắn lập tức bật cười nàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẫu thân tức giận đã nhiều năm như vậy rồi nàng vẫn không hề thay đổi chút nào cả hắn xoa chán cuối cùng không nhịn được khẽ cười ra tiếng lại nói về đỗ thành trung ông ta rời khỏi phủ trung dũng tướng quân với vẻ mặt giận dữ, sau khi đi được một đoạn mới dần dần bình tĩnh trở lại, đón lấy từng đợt gió mát lạnh thổi tới cũng khiến ông ta tỉnh táo hơn. Sau đó ông ta nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ở phủ trung dũng tướng quân, bỗng nhiên giật mình. Không ngờ ông Lai trung kế kích tướng của con nha đầu chết tiệt kia. Ông ta hận muốn chết, nhưng rốt cuộc vẫn còn một phần lý trí. Nghĩ đến chuyện có người mượn tay mình để đầu độc hạ thiệu đình dưới tầm mắt của mình, trong mắt ông ta ngưng tụ đầy ý nghĩ giết người. Hạ thiệu đình là nhi tử duy nhất của ông, mặc kệ thằng bé có muốn nhận mình hay không, thì suy cho cùng trong cơ thể của hắn vẫn chảy dòng máu của đỗ gia, hương đèn của đỗ gia sẽ được kéo dài ở chỗ thằng bé, ông tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào cả gan làm hại hắn. Trên đường đi, ông ta lắng xuống lửa giận trong lòng, để bản thân tỏ ra không có gì khác thường. Sau khi quay về phủ, ông ta bình tĩnh lệnh cho tâm phúc đi truy xét. Chuyện này thật ra không khó điều tra, nếu đã biết rõ độc được hạ vào trong rượu, vậy thì người từng tiếp xúc với rượu, kể cả ly rượu đều có hiểm nghi, cho dù phải dùng cách gì thì ông cũng phải bắt được người này. Để không rút dây động rừng, khiến cho hung phạm tiêu hủy chứng cứ, ông ta nhiều lần căn dặn tâm phúc phải bí mật hành động, chớ làm ẩm lên ông ta ngồi trước thư án, mày rậm nhíu chặt, âm thầm suy nghĩ xem hung thủ có khả năng là ai. Người trong giới quan trường thân bất do kỳ nên khó tránh việc phải đắc tội với vài người, dẫn tới họa sát thân cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng đến tận ngày hôm đó ông mới nảy ý mời thiệu đình đến phủ, trong thời gian đó ông không hề đi đâu hay tiếp xúc với người ngoài. Cho nên, người xuống tay chắc chắn ở trong phủ của ông. Theo như ông biết, mấy năm gần đây trong phủ không có hạ nhân mới, hiện tại đều là những người đã làm việc trong phủ lâu năm, có lẽ không khó tra ra. Chốc lát, ông ta lại thấy buồn bực vì bị hạ thiệu đình nghi ngờ, rõ ràng còn có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, thế nhưng hắn cứ một mực hoài nghi mình. Lúc đó, ngay cả phùng duy lượng cũng ở hiện trường, tại sao không thấy hắn nghi ngờ duy lượng? Đợi đã, ông ta run lên một cái, suy nghĩ kỹ lại, càng nghĩ càng kinh hoàng. Phùng Duy Lượng là người duy nhất biết trước Hà Thiệu Đình sẽ đến phủ trấn viễn tướng quân, đồng thời cũng là người tiếp xúc với ly Diệu, cho nên nếu hắn có lòng thì hắn hoàn toàn có cơ hội hạ độc. Ông lập tức toát mồ hôi lạnh, không muốn tin vào suy đoán này. Tuy đứa con này không phải máu ngủ của ông, nhưng ông là người nhìn hắn lớn lên và cũng thật lòng thương yêu hắn. Sao phu quân về sớm vậy? Vân Thị bưng canh gà do chính ta bà nấu, mỉm cười bước vào. Ông ta lấy lại bình tĩnh, ra vẻ thở ơ. Tâm trạng không vui nên muốn tìm vài đồng liêu uống mấy bình, nào ngờ bọn hắn đều không ở phủ, ta thấy mất hứng nên mới về sớm. Uống rượu nhiều hại thân, phu quân việc gì phải khổ vậy? Vân Thị đổ canh gà và đưa đến trước mặt ông ta đồng thời dịu giọng khuyên nhủ. Tuy nói là phụ tử ruột thịt, nhưng máu ngủ đã xa cách nhiều năm, Thiếu Đình là một đứa trẻ cố chấp, lại có nhiều hiểu lầm với phu quân, một khi đã có ngăn cách đâu dễ tháo gỡ như vậy. Phu quân phải kiên nhẫn hơn, cho thằng bé thêm thời gian, đợi hắn nghĩ thông rồi ắt sẽ có ngày phụ tử hai người đoàn tụ. Nếu phu quân không phản đối, ta sẵn lòng đích thân giải thích chuyện năm đó với hắn, cũng để hắn có thể tháo bỏ hiểu lầm với phu quân. Chàng thấy có ổn không? Phu nhân có lòng rồi. Đỗ Thành Trung thở dài, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay bà ta. San sẻ cùng phu quân là bổn phận của người làm thê tử. Vân thị cúi đầu mím môi cười, nhưng là nụ cười đầy giả dối. Đỗ Thành Trung làm bộ như không để ý, hỏi. Di lượng đâu? Sao không thấy hắn? Nụ cười trên mặt Vân thị thoáng chốc ngưng trệ, mặc dù nhanh chóng được che giấu lại, nhưng vẫn để ông ta vừa vặn bắt được. Vừa nãy có người đưa thiếp mời tới, mời thằng bé đi tụ họp. Sợ ông gặng hỏi, bà ta vội truyền đề tài. Tháng sau Hạnh Nhi cập kê rồi, phu quân muốn làm lớn hay làm nhỏ? Lễ cập kê của cô nương gia phải làm to, đương nhiên phải làm to chứ, chuyện này nàng quyết định là được. Không thể để nữ nhi của Đỗ Thành chúng ta phải tủi thân được. Vân Thị mỉm cười đồng ý, sau đó ngồi xổm trước mặt hắn, chú đáo đấm bóp đôi chân ông ta. Đây cũng là việc bà thường làm trước đây, cộng thêm sức lực vừa phải làm cho Đỗ Thành Trung thoải mái đến nỗi thở dài một tiếng. Ông ta cảm thấy bao mệt nhọc trên người đã tan biến rất nhiều. Nhưng chậm chậm, đôi tay kia từ từ không an phận, bỏ lên từng chút từng chút một, động tác dịu dàng lại mang đầy ý vị khiêu khích. Toàn thân Đỗ Thành Trung run rẩy, sau lại giật mình mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ như tơ của nữ tử trước mặt. Tuy rằng nữ tử đã không còn đáng yêu như xưa, nhưng trên người hương vị thuần thục quyến rũ, bây giờ mặt mày tràn đầy tình dục, tươi đẹp như đào mận, liếc ông ta một cái, tựa như vừa làm nũng vừa quyến rũ ông ta, khiến ông ta không khỏi bị kích thích. Nhưng ngay sau đó, ông ta bèn đè xuống cơn khô nóng trong lòng, rồi dùng sức đẩy bà ta ra. Ta còn có công việc phải xử lý, phu nhân về trước đi. Đêm nay không cần đợi ta. Vân thị thôi cười, lúng túng cắn nhẹ cánh môi nhưng vẫn cố đẻ xuống nỗi oán giận, từ từ đứng lên, mềm mại nói. Vậy thiếp đi trước. Tuy chàng bận, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhớ dừng quá lao lực. Đỗ Thành Trung gật đầu cho có lệ. Vân thị rời khỏi chưa được bao lâu, tâm phúc được ông ta phái đi điều tra đã trở lại. Thế nào? Đã tra ra người đáng nghi chưa? Ông ta gấp rút hỏi người nọ lắc đầu đã điều tra tất cả những người từng động vào nhưng không hề có chỗ đáng ngờ đã điều tra tất cả những người từng động vào thật sao đỗ thành trung không tin người nọ lưỡng lự một lát thấp giọng nói trừ lượng công tử trái tim đỗ thành trung thắt lại ông ta hiểu hắn ta cũng có lòng nghi ngờ phùng duy lượng chẳng qua là e ngại thân phận của đối phương nên không dám điều tra mà thôi ông ta sầm mặt lát sau, khàn giọng nói. Nếu đã như thế, người cứ việc điều tra hắn đến cùng đi. Người nọ nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng lĩnh mệnh rồi đi. Đỗ Thành Trung ngồi im trên ghế, xuyên qua song cửa sổ trông về phía xa, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Duy lượng, chỉ mong con đừng làm ta thất vọng. Một lần tính kế không thành, trái tim phùng Duy lượng vô cùng buồn phiền. Sau khi Hạ Thiệu Đình đi không lâu thì Đỗ Thành Trung cũng ra cửa, còn hắn cũng thay một bộ quần áo rồi ra ngoài hẹn với mấy tên bạn nhậu đến thuyền hoa mua vui. Vì địa vị của hắn trong phủ trấn viễn tướng quân này không bằng xưa, nên những con cháu nhà quyền quý từng qua lại với hắn trước đây đều ghét bỏ thân phận của hắn, lại biết địa vị của hắn tụt dốc không phanh nên đã không thèm qua lại với hắn nữa. Trong lòng hắn biết rõ, nhưng ngoài việc thầm hận đối phương không coi người khác ra gì, thì hắn cũng chẳng có cách gì cả. Hắn uống đến mức say mềm nên đêm đó bèn qua đêm ở thuyền hoa, sau khi ôm hai ả à, kỹ nữ mây mưa một phen mới thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ. Khi hắn tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, hắn dây thái dương, rửa mặt qua loa rồi mới về phù. Người ta đều nói rượu vào nỗi sầu càng thêm sâu, nhìn bộ dạng này của lượng công tử e rằng trong lòng không biết đã tích được bao nhiêu nỗi sầu rồi hắn vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói của nữ tử xa lạ, hắn ta nhíu mày nhìn qua, trái tim bỗng nhiên lột bột, cũng không dành để ý đến lời nói châm biếm của đường quân giao mà vội vàng tiến lên, bấp chấp sắc mặt u ám của Đỗ Thành Trung mà cất tướng gọi. Phụ thân, xúc sinh. Nào ngờ đối phương lại gầm lên rồi bất ngờ cho hắn một trường, làm hắn ta văng ra xa mấy mét rồi ngã vật ra đất, nửa ngày vẫn không bò dậy được đang cảm thấy lục phủ ngũ tạng như thể bị văng tung tóe thì đỗ thành trung lại đá một cước nặng nề vào ngực hắn ta ông ta cả người tràn ngập sát khí mặt mày tái xanh nghiến răng nghiến lợi hỏi uổng công ta đối xử với người không tệ vậy mà ngươi dám cả gan đầu độc nhi tử của ta vừa nghĩ tới nhi tử duy nhất xém nữa chết trên tay người này khiến ông ta hận tới nỗi trợn trừng hai mắt đầy căm hận chân càng dùng sức thêm phùng duy lược đau đến đổ suýt nữa hôn mê sâu chưa thẩm vấn, cũng chưa hỏi rõ ràng hắn lấy thuốc độc từ đâu ra, mà ông đã muốn giết hắn rồi. Chẳng lẽ ông muốn giết người giết khẩu hả? Giọng nói lanh lành của đường quân giao vang lên sau lưng ông ta, làm cho ông ta quay phát đầu lại, hung tợn chừng mắt nhìn nàng, như thể ngay sau đó sẽ ra tay đánh nàng. Hạ thiệu đình lập tức tiến lên phía trước, che chở trước mặt đường quân giao và chống lại ánh mắt của ông ta bằng khuôn mặt lạnh lùng dáng vẻ bệ vệ của ông ta lập tức bị dập tắt vài phần, vừa giận hận vừa tức nhưng không thể làm gì được, sau cùng đành từ từ bỏ chân đang dẫm lên ngực Phùng Duy Lượng ra. Phùng Duy Lượng ho sặc sủa, trải qua hai chuyện vừa rồi suýt nữa đã khiến hắn mất nửa cây mạng, đến nỗi giờ phút này hắn còn không hiểu tại sao dưỡng phụ lại bỗng nhiên ra tay không chút lưu tình với mình như thế. Không đợi hắn quay lại nhìn đã có hai tên thị vệ cưỡng chế áp giải hắn vào phòng đẩy mạnh hắn xuống đất, làm hắn ngã đến nỗi xương cốt dường như sắp gãy đến nơi. Phụ thân, rốt của con đã phạm phải lỗi gì mà người phải dạy dỗ con trước mặt người ngoài, không chút lưu tình như thế? Một lúc lâu sau, hắn mới miến cưỡng ấy lại nhịp thở và hỏi một cách đầy oan ức cùng trách móc. Nói đi, hôm qua có phải ngươi đã hạ độc vào rượu của thiệu đình với ý đồ muốn lấy mạng hắn không? Đỗ Thành Trung suốt đêm không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu, mặt lúm nhúm dâu, sắc mặt tái mét. Lúc này ông ta đang bị thiêu đốt trong lửa giận, cả người giống như một con quỷ đoạt mệnh bò từ trong nhà ngục ra. Phùng Duy Lượng chấn động mãnh liệt, thoát cái sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng vẫn gắng gượng để mình bình tĩnh trở lại. Con không hiểu phụ thân nói lời này là có ý gì. Con và hắn không thù không oán, hắn lại là nhi tử của phụ thân, làm sao con có thể đối xử với hắn. Đường quân giao không kiên nhẫn khi nghe những lời này, nàng hướng về phía Đỗ Thành Trung nói. Ta thấy Đỗ tướng quân không giống người ra tay nhân từ làm việc lôi thôi, rõ ràng bằng chứng đã vô cùng xác thức, hà cớ gì còn phải hỏi những lời dư thừa này. Chẳng lẽ ông muốn tìm cách để thoát tội cho hắn ta sao? Ngừng một lát, nàng lại nói đầy ẩn ý. Động cơ của hắn ta là gì? Người thông minh như Đỗ tướng quân át hẳn cũng có thể đoán được trên đời này người sợ ông nhận đình ca nhất sợ rằng chính là dưỡng tử này của ông dẫu sau nếu đình qua quay về thì hắn chẳng là cái gì cả cũng chẳng chiếm được cái gì ta quan sát thấy cơ thể tướng quân cường tráng lại đang độ tráng niên không có lý nào thành hôn lâu năm mà chỉ có một nữ nhi thôi nhỉ dẫu sao trước khi quý phu nhân vào cửa tướng quân cũng đã từng suýt được làm cha mấy lần chẳng hiểu sao sau khi quý phu nhân sinh xong đỗ cô nương thì mãi không có tin vui không dừng ở đó, dù vấn đề có khả năng nằm ở cơ thể quý phu nhân. Nhưng trong phủ đầy cơ thiếp ra đấy, tướng quân cũng hãy còn sung sức, nhiều năm như vậy mà phủ chấn viễn tướng quân lại chưa bao giờ truyền ra tin vui, kết hợp với đau khổ mà đình ca gặp phải ngày hôm qua, điều này càng khiến người ta phải nghi ngờ. chương 78, Phu Thê trở mặt. Đỗ Thành Trung nghe vậy tim đập, lột cộp, theo bản năng muốn cất tiếng của mắng nha đầu thối đang nói năng bậy bạ, nhưng khi ông ta nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, trong mắt còn có chút trột giả do bị người ta nói trúng tim đen của Phùng Duy Lượng thì đột nhiên ông ta cảm thấy kinh hoàng. Chẳng lẽ con nha đầu chết tiệt này nói thật sao? Ở đâu ra cái con nha đầu ti bị ổi dám ở đây ngậm máu phun người này? Vân Thị nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy đến đây, đúng lúc nghe thấy những lời này của đường quân giao, bà ta lập tức giận dữ, lớn tiếng quát. Đúng đấy phụ thân, nàng ta ngậm máu phun người. Nàng ta đang bôi nhọ con. Phùng Duy Lượng nhanh chóng phản ứng lại, lớn tiếng kêu. Nhưng trong lòng Đỗ Thành Trung đã nảy lên nghi ngờ, nhìn thế nào cũng thấy hắn ta đang trột dạ, đang nói dối, làm gì còn nghe lọt tai lời hắn ta nói. Đến nỗi, ông ta càng nghĩ càng kinh hoàng, càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là chân tướng cho việc biết bao năm trời ông ta không có con. Vân Thị thoạt nhìn bộ dạng của ông ta là biết ngay ông ta đã nghe xuôi tay những lời đường quân giao nói, bà ta lập tức quính lên. Phu quân, lượng ca là do một tay chàng nuôi dậy khôn lớn, tính tình thằng bé thế nào chẳng lẽ chàng còn không biết sao? Chàng là người mà từ nhỏ thằng bé đã tôn sùng kính trọng nhất, làm sao lượng ca có thể làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như thế được? Phụ thân, người đừng bị kẻ gian đánh lừa, nàng ta đang chia rẽ tình cảm của phụ tử chúng ta, nàng ta không có lòng tốt. Phùng Di Lượng vừa sợ vừa hoàng, kêu đến nỗi khàn cả cổ họng, hắn ta sợ nói quá chậm khiến cho dưỡng phụ thật sự hoài nghi mình. Đường quân giao sừng sốt mấp máy miệng, quét mắt nhìn ba người mấy lượt. Nỗi hoang mang và sợ hãi của Vân Thị, sự trột giả và khủng hoảng của Phùng Di Lương, sự hoài nghi và phẫn nộ của Đỗ Thành Trung từng khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau đã vô tình để lộ những suy nghĩ thực sự trong nội tâm họ. Nàng mở to mắt nhìn và cảm thấy thật sự khó tin. Không phải chứ, mình thật sự nói trúng rồi. Việc Đỗ Thành Trung không có con thật sự là do Phùng Duy Lượng làm sao? Hạ Thiệu Đình sừng sốt không kém nàng. Nhưng hắn vẫn thản nhiên nhìn mẫu tử Vân Thị liều mạng giải thích với Đỗ Thành Trung nhưng sắc mặt của Đỗ Thành Trung lại càng lúc càng xấu ánh mắt nhìn Phùng Duy Lượng dần dần ngưng lại thành luồng sát khí. Ông ta bỗng nhiên đẩy Vân Thị ở trước người mình ra, bước nhanh về phía Phùng Duy Lượng, đột nhiên vung tay giáng cho hắn ta một cái tát thật mạnh. Xúc sinh Phùng Duy Lượng bị ông ta đánh sưng húp nửa khuôn mặt nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận. Phụ thân minh giám, con bị oan, con bị oan mà. Con thừa nhận mình thực sự đố kỵ với thiệu đình huynh đệ, bởi vì phụ thân thương hắn nhiều hơn con. Con nhất thời lầm đường lạc lối mới bị người ta khiêu khích hạ độc hắn, muốn hắn bị bệnh vài tháng. Cả hai cùng hại chọn điều nhẹ hơn, dù sao hạ thiệu đình cũng không hề uống rượu độc, người vẫn khỏe mạnh đứng ở đây, hắn sẽ kiên trì nói mình bị người khác khiêu khích, trước đó không hề biết thứ đó là thuốc độ. Hắn chỉ nghĩ rằng đó là thứ thuốc uống vào sẽ khiến người ta bị bệnh vài ngày, ai có thể làm gì được hắn chứ? Ngươi nói ngươi bị người ta khiêu khích, người đó là ai? Đường quân giao sen mùm. Hắn ta tự xưng là người quen cũ của phụ thân ruột ta, họ ngô tên chấn, không đành lòng nhìn ta buồn giàu vì bị phụ thân hát hủi mới rượt dây ta cho thiệu đình huynh đệ một bài học. Cũng trách ta lúc đó say rượu hồ đồ mới đồng ý làm theo lời hắn. Phụ thân, con biết sai rồi, con không nên sinh lòng đố kỵ với thiệu đình huynh đệ, không nên bị người ta khiêu khích. Phùng Duy Lượng nói thật giả lẫn lộn, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đường quân giao giật mình, đôi mày thanh tú bất giác trao lại. Nếu như nàng không nhớ sai thì phụ thân ruột của Phùng Duy Lượng xuất thân từ quan lại của tiền triều, bản thân ông ta cũng là quan viên của tiền triều. Người quen cũ của ông ta nhận ra Phùng Duy Lượng cũng thôi đi, sao lại vô duyên vô cớ suối bảy hắn ta đối phó với đình ca? Không! ngay từ đầu tên ngô trấn kia đã nhắm vào đỉnh ca cũng biết chuyện đỗ thành trung muốn nhận nhi tử trong khoảng thời gian này còn phùng duy lượng chẳng qua chỉ là một con cờ của hắn một con dao thép đường quân dao cắn mạnh cánh môi giờ phút này nàng đã đoán được người giật dây phía sau màn chắc chắn là bè đảng dư nhiệt tiền triều của phương nghi đám người bị hạ thiệu đình truy kích đến bước đường cùng bên này phùng duy lượng vẫn đang khổ sở biện bạch cho chính mình Phụ thân, từ thuở còn thơ con đã hy vọng người và mẫu thân sẽ sinh cho con một đệ đệ ruột, để ấy có thể cùng con đọc sách học võ, tương lai phụ tử huynh đệ cùng nhau lên chiến trường dốc sức vì cơ nghiệp nhà họ đỗ. Sao con lại có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được chứ? Phu quân, lượng ca biết sai rồi. Niệm tình thằng bé phạm lỗi lần đầu, lại chưa hề tạo thành kết quả không thể vãn hồi, cầu xin chàng hãy bỏ qua cho hắn. Vân thị rưng rưng nước mắt cầu xin. Mặt đỗ thành trung lạnh lẽo, gân xanh trên trán đập dữ dội, con người sâu thẳm, cũng không biết ông ta có nghe lọt tai lời hai mẫu tử họ nói không. Trong mắt đường quân giao chuyển động, dốc hết sức mình tiếp tục châm ngòi thổi gió cho một nhà ba người này. Đình ca, đỗ phu nhân thật là đáng thương quá đi nếu không phải nhi tử ruột thịt của bà ấy gây trở ngại thì chắc chắn bà ấy đã có thể sinh nhi tử béo tròn cho đỗ tướng quân từ lâu rồi sinh nhi tử tương đương với việc đỗ phủ có hậu duệ khi ấy sẽ không có chuyện đỗ tướng quân nạp ngoại thất nâng thiếp thất thông phòng cũng sẽ không có người nào tranh giành phu quân với bà ấy nữa bà ấy vẫn sẽ là phu nhân của tướng quân được các đại cô nương lẫn thê tử khắp kinh thành ngưỡng mộ chao ôi chàng nói xem có đang thương không cơ chứ nhi tử tạo nghiệt người chịu khổ đầu tiên chính là người làm nương hạ thiệu đình liếc nàng một cái khá phối hợp mà trả lời đúng vậy thật đáng thương vân thị đang khổ sở cầu tình giúp nhi tử nghe thấy liền hít thở không thông bà ta lập tức nhớ đến những khó khăn mà mình đã phải đối mặt ở hậu trách những năm qua mấy năm nay đỗ thành trung liên tục nâng thiếp nâng thông phòng hậu trách của phủ trấn viện tướng quân có thể nói là kín người hết chỗ mặc dù bà là phu nhân chính thất lại có tình cảm phu thê vô cùng sâu đậm với đỗ thành trung nhưng bà không chịu được được những kẻ nịnh hót biết quyến rũ lòng người kia còn đỗ thành trung thì ai mời chào cũng không từ chối cho nên cuộc sống của bà quả thật không dễ dàng chút nào nhất là khi so sánh với trước đây trước đây bên cạnh đỗ thành trung chỉ có một mình bà đến cả nhà đầu hầu hạ bên người cũng không có tình cảm phu thê hòa hợp như mật lý điều du sao Đâu giống như bây giờ. Sao, vật lý điều du, quan hệ vô cùng khăng khít, thân mật thắm thiết. Tất cả những điều này, xét đến cùng đều do bà không thể sinh hạ nhi tử nối dõi tông đường cho ông ta. Chính vì không có nhi tử, thậm chí bà còn phải chịu đựng những lời châm biếm của những kẻ nịnh hót kia. Đều là vì không có nhi tử, đều vì không có nhi tử bà ta dần dần buông thóng đôi tay đang giữ chặt đỗ thành trung để cầu xin ra ánh mắt phức tạp nhìn về phía nửa khuôn mặt đang sưng dáng vẻ chật vật của phùng duy lượng bà nhìn chằm chằm hắn ta không bỏ sót bất kỳ biếu cảm nào trên khuôn mặt hắn ta chỉ là bà càng nhìn càng thấy nghi ngờ càng nhìn càng thấy khiếp sợ lượng ca thằng bé thật sự đủ rồi coi ta là đứa trẻ ba tuổi để ngươi tùy ý lừa gạt sao? Là thật hay giả ta sẽ tự cho người đi điều tra rõ ràng? Phùng Di Lượng, tốt nhất là những mối câu ngươi nói đều là sự thật, hễ có nửa lời giả dối, đừng trách ta không niệm tình phụ tử. Sau khi phẫn nổ, Đỗ Thành Trung đã lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng phân phó thị vệ kéo Phùng Di Lượng xuống giam giữ, rồi hất mạnh cánh tay đang muốn vươn tới của Vân Thị ra, sau đó đưa mắt nhìn đường quân giao đang hăng hái xem kịch hay, nhìn vẻ mặt bình thản của Hạ Thiệu Đình. Ông ta cảm thấy thể diện đời này của mình đều bị hai tiểu bối trước mặt này quăng sạch hết rồi. Ông ta há bầu muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại tắc nghẽn, lát sau mới khàn cổ nói. Lúc nãy các người cũng nghe thấy rồi, tuy rằng thuốc này là phùng di lượng hạ nhưng trong đó có liên quan đến kẻ thứ ba tên là Ngôn Chấn, rốt cuộc Ngôn Chấn có mục đích gì e rằng vẫn phải tiếp tục điều tra rõ ràng cho nên mong các ngươi sẽ cho ta thêm vài ngày để ta có thể điều tra rõ ràng minh bạch mọi chuyện. Lời vừa dứt, ông ta nghe thấy giọng nói điềm nhiên của Hạ Thiệu Đình. Được. Giọng nói bình thản đến mức như thể hắn hoàn toàn không quan tâm đến trò hề đang diễn ra trước mắt này. Thực ra Hạ Thiệu Đình hiểu rõ ông ta căn bản không thể tìm được mô chấn kia, thứ mà đường quân giao dự đoán được kỳ thực hắn cũng đã nghĩ đến. Phùng Duy Lượng xác thực có tâm tư đối phó với mình nhưng quả thực hắn ta cũng bị người khác lợi dụng. Từ rất lâu về trước hắn đã điều tra rõ chuyện thế lực dư nghiệt của tiền triều cấu kết với người Tây Địch. Bệ hạ cũng đang định để hắn lãnh binh trinh phạt khi thời điểm đến, mọi chuyện chỉ là vấn đề thời gian. Về phần Phùng Duy Lượng, hắn nhếch khóe miệng trào phúng. Với tinh khí của người kia, Đỗ Thành Trung chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn ta lần này chỉ sợ hắn ta sẽ sống không bằng chết, còn mình chẳng cần phí chút sức nào. Bảo nha, chúng ta đi thôi. Hắn kéo tay đường quân dao, quay người rời đi. Đường quân giao lanh lành đáp lời, bị hắn dắt đi vài bước, sau đó quay đầu nhìn Đỗ Thành Trung với ánh mắt thương cảm, tiếp đó lại rời ánh mắt xuống đũng quần của ông ta, lắc đầu thở dài rồi mới bước đi đầy vui vẻ. Khó khăn lắm Đỗ Thành Trung mới hạ được lửa giận, cuối cùng lại bị ánh mắt của nàng châm lên trong nháy mắt làm ông ta tức đến nỗi suýt nữa hộp máu. Còn nhà đầu chết bầm này, người như thế là có ý gì hả? Người quay lại nói rõ cho ta. Trái tim ông ta liên tục rít gào. Đường quân giao mặc kệ ông ta, nàng vừa được hạ thiệu đình dắt đi vừa vui vẻ ngâm nga một tiểu khúc không rõ tên. Thỉnh thoảng nàng sẽ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người rồi nhếch miệng cười hạnh phúc con mắt sáng lấp lánh, lúm đồng tiền nhảy ra diễu võ dương oai, thật lâu không chịu hạ xuống. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến những người đã lợi dụng phùng duy lược để đầu độc hạ thiệu đình, nụ cười thoát cái tắt hẳn, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Hạ thiệu đình đang quay người để đỡ nàng lên xe ngựa, thấy thế đã biết ngay nàng đang nghĩ gì, hắn dịu giọng nói. Không cần lo lắng, ta không sao đường quân dao hít thở sâu liên tục mấy lần mới nén được cơn phẫn nộ trong lòng, nhớ tới mùi câu mà mình đã quăng xuống trước kia mới khiến tâm trạng của nàng nới lòng một ít. Đường quân dao kề sát vào tay hắn, nhỏ giọng nói dành mạch từng chữ, cam đoan nói. Đình ca, chàng yên tâm, muội sẽ nhanh chóng tìm ra nơi mà những kẻ kia đang ẩn thân, chàng đợi tin tốt của muội nhé, lần này muội nhất định bắt các nàng phải trả giá trước khi biết mình chính là đường quân giao nàng luôn dùng thân phận là người ngoài cuộc để dõi theo đám người phương nghi xem các nàng lăn lộn thỉnh thoảng nàng sẽ gây rắc rối cho bọn họ chứ nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ dồn bọn họ vào chỗ chết chẳng qua nàng muốn nhìn xem đời này khi không có hứa quân giao rốt cuộc đám phương nghi đang âm mưu cái gì mưu đồ đó có giống đời trước không chính vì những suy nghĩ như vậy nên ngay cả khi có cơ hội nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giải quyết chúng đến cùng. Nhưng bây giờ đã khác, vừa nghĩ đến bản thân mình đời trước đáng nhé cũng có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng máu mù lại bị những kẻ kia giờ trò chia cắt, thậm chí còn khiến nàng và người nhà giết hại lẫn nhau. Lần này, các nàng còn dám ra tay với Hạ Thiệu Đình, tất cả đều đã chạm đến giới hạn của nàng, nàng không thể kiềm chế thêm được nữa. Bảo Nha, nàng muốn làm gì? nàng phải hứa với ta là không được làm càn, càng không được làm những chuyện nguy hiểm. Thoạt đầu hạ thiệu đình hơi sừng sốt, ngay sau đó lại cảm thấy kinh hoàng, hắn nắm chặt cổ tay của nàng, nôn nóng nói. Chàng yên tâm, muội sẽ không làm càn, cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu chàng làm chuyện nguy hiểm. Sau khi quay về muội sẽ nói rõ với chàng chuyện này. Đường quân giao chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giấu hắn. Trên thực tế, để có thể dẫn được Phương Nghi ra nàng cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của hắn. Nếu không chỉ dựa vào sức của một mình nàng thì hoàn toàn không thể một lưới bắt gọn bọn chúng. Bấy giờ Hạ Thiệu Đình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng, dù sao cô nương này không chỉ có chủ kiến mà lá gan cũng rất lớn, quả thực làm người ta rất đau đầu. Sau khi hai người về đến phủ trung dũng tướng quân, Đường quân giao kể hết kế hoạch nàng mượn thân phận của hứa đinh nhược để dụ rắn ra khỏi hang cho hạ thiệu đình nghe. Còn về việc ân oán đời trước của bản thân nàng và bọn phương nghi thì đương nhiên nàng không tiện nói mà chỉ lấp liếm thật giả cho qua. May mà hạ thiệu đình cũng không gặng hỏi. Sau khi đưa đường cô nương lên xe ngựa về phủ, hạ thiệu đình vẫn đưa mắt dõi theo xe ngựa chạy càng ngày càng xa. Cuối cùng khi nó biến mất hoàn toàn trong tầm mắt thì hắn mới quay người về phủ tiểu cô nương có rất nhiều chuyện giấu hắn ví dụ như làm sao nàng phát hiện ra thân phận của phương nghi lại còn làm thế nào mà nàng biết được tên thật của hứa đinh nhược và còn làm sao nàng có thể khẳng định được Triết liễu là người mà phương nghi để lại bên người hứa đinh nhược chuyện này có nhiều điều đáng nghi như vậy nhưng nàng lại không nhắc một chữ nào hắn cúi đầu thở dài cũng được nếu nàng đã không muốn nói thì hắn cũng sẽ không hỏi hắn chỉ cần dùng hết sức bảo vệ nàng chu toàn không để ai thương tổn nàng là được lại nói về đường quân giao nàng nhân lúc nguyễn thị không chú ý bèn lèn về phòng thay quần áo của mình dưới sự yểm trợ của lam thuần sau đó mới làm bộ làm tích đến phòng của nguyễn thị đi đến hành lang nàng chợt nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện nàng thuận miệng hỏi vãn cầm bên cạnh ai ở trong phòng vậy là nhị phu nhân ạ à? nhị phu nhân tới được một lúc rồi đang nói chuyện với phu nhân vãn cầm trả lời nàng lắng tai nghe và cũng nhận ra giọng nói trong phòng đúng là của lâm thị khi nàng đang định rời đi thì nghe thấy trong lời nói của lâm thị đang nhắc đến chuyện hôn sự của đường quân nhu trong phút hiếu kỳ nàng lập tức vành tay lên nghe kỹ nghe nói trước đó cô nương nhà họ dịch làm thị thiếp của vị tín vương từng bị thai lưu làm tổn hại tới cơ thể Bây giờ nàng ta nhờ biểu muội ngưng trinh tìm giúp mình một cô nương ngoan ngoan, với ý đồ muốn mượn bụng để sinh con. Chuyện như này cũng chỉ có quân nhu chịu đồng ý, rõ ràng con bé đã bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt rồi. Lam thị than thở nói. Nguyễn thị không ngờ lại có chuyện như vậy, nhất thời sửng sốt không thôi. Đại bá cũng là người không biết suy xét, chỉ muốn bấu víu vào hoàng thân, đâu quan tâm tới sống chết của nữ nhi. Nghe nói bác ấy còn bảo đại tàu truyền một nửa của hồi môn chuẩn bị cho quân du sang cho quân nhu, làm đại tàu tức đến mức vừa cãi nhau một trận với bác ấy, nhưng chả có tác dụng gì cả. Hôn sự tốt của con cái thế mà lại ồn ào thành bộ dạng này, không biết có phải đời trước tạo nghiệp gì không? Lâm Thị càng nói càng bất lực. Hai chị em dâu ở trong phòng cảm thán một phen, nhưng cũng không thể ngăn được đường quân nhu được chiếc kiệu nhỏ khiêng vào phủ tín vương vài ngày sau đó. Đường bách niên thấy mà mặt mày hoan hỉ, còn đường tùng niên chỉ biết âm thầm lắc đầu. Đường bách niên chỉ coi như hắn đang đố kỵ với mình, dù sao, nếu tín vương trở thành tái tử, sau này là hoàng đế thì nữ nhi của ông chính là quý phi, còn ông đương nhiên chính là quốc trưởng. Lúc đó một thượng thư còn con như đường tùng niên làm sao có thể sánh được. Khiến ông Xuân Phong đắc ý, sao, hơn là. Đường quân nhu mới thổi gió bên gối mấy ngày mà tín vương đã đề bạt ông, mặc dù chỉ là chức quan lục phẩm nhàn tản không có việc gì làm nhưng cũng đủ khiến ông mừng rỡ như điên. Sao, Xuân Phong đắc ý, cảm thấy mỹ mạn hạnh phúc trong tình ái, hôn nhân và sự nghiệp. Ngay cả trường tử đường hoài hưng của ông cũng được đề bạt đến bên cạnh tín vương làm việc, tiền đồ phải nói là vô hạn. Những người trước đây xa cách ông giờ ai cũng trơ mặt quay lại lấy lòng ông khiến cho ông ta có cảm giác lâng lâng ngây ngất những năm qua phụ thân luôn bị tam thúc chèn ép không ngóc đầu lên được tòa nhà này rõ ràng là đường phủ nhưng vì tam thúc hành động ngang ngược nên mới đổi tên thành phủ thượng thư ông ta nghiễm nhiên coi đại phòng và nhị phòng như không khí nhưng nay đã khác xưa hiện giờ chúng ta đã có phủ tín vương làm chỗ dựa mà các phòng cũng đã chia nhà từ lâu chi bằng để bọn họ chia nhà truyền phủ tương lai đỡ phải dính lấy chúng ta hưởng lợi. Ngày hôm đó, đường Hoài Hưng nhỏ giọng nói với đường Bách Niên. Đường Bách Niên vừa nghĩ đã thấy đúng, mọi người đều gọi đây là phủ đường Thượng Thư, rõ ràng coi ông, đường ra đường phủ chân chính không ra gì. Ông ta càng nghĩ càng tức, hoàn toàn quên khuấy danh hiệu phủ Thượng Thư này là do chính ông ta nói ra trước, vì đi lại ở bên ngoài mà dựa vào danh Thượng Thư sẽ có máu mặt hơn. Được, vậy để cho bọn họ chia nhà truyền phủ đi. Ông ta vỗ đùi, quyết định không thể để hai phòng kia chiếm hời của mình. Đường Tùng Niên bị đường Bách Niên mời đi ngay khi ông mới từ trong công về. Sau khi vào phòng ông mới phát hiện đường Trương Niên cũng ở đây. Bây giờ đám con cái cũng lớn rồi, đứa đón dâu thì đón rồi, đứa xuất giá thì xuất rồi. Thế nên, nếu ba phòng chúng ta còn chen chúc cùng một chỗ thì rất bất tiện các đệ bị gò bó tay chân cũng không thoải mái gì, chẳng thà các phòng chia nhà còn hơn. thấy đủ người rồi, đường bách niên mới chậm rãi nói. dựa theo tổ huấn, tổ trạch không thể đập bỏ. nếu các phòng muốn tự lập phủ vậy, chỉ đành chuyển tới phủ khác. vì vậy hôm nay ta mời các đệ đến là để thương lượng chuyện chia nhà truyền phủ. nói đến đây, trong lòng ông ta khó nén vẻ đắc ý. Điều này tương đương với việc danh chính ngôn thuận đuổi nhị phòng và tam phòng đi. Đường Tùng Niên không cảm thấy bất ngờ với ý tưởng của ông ta, gật đầu nói. Đúng là như vậy, tổ trạch phải để lại nguyên vẹn cho con cháu dòng chính, không thể chia cắt. Nhưng đại ca lại quên rằng, nếu dòng chính muốn các phòng còn lại chia nhà truyền phủ, thì dòng chính cần phải bồi thường thích hợp cho các phòng kia, không biết đại ca định bồi thường bọn đệ bao nhiêu đây? Đường Bách Niên sừng sốt, có vẻ ông ta đã quên còn có một quy định như vậy. Đường Trương Niên hơi do dự, một khi đã chia nhà truyền phù thì ông sẽ không còn là nhị lão gia của phủ thượng thư nữa, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh ở bên ngoài của ông. Những thứ đó dù đại phòng có đền thế nào cũng bù không nổi. Nhưng mà việc này do đại phòng chủ động nhắc đến, mà tam phòng cũng không phản đối nên đương nhiên ông cũng không tiện nói. Mấy năm nay đại phòng kinh doanh không thuận lợi, tiền của trong tay đường Bách Niên cũng chẳng dư giả gì. Vừa nghe đến việc ông phải bồi thường cho hai phòng kia thì trong lòng lập tức thấy đau nhói. Thực ra, đường Tùng Niên không hề để ý đến chuyện bồi thường này. Chẳng qua ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt vinh váo cùng dáng vẻ đắc chí, Chỉ muốn gấp rốt đuổi người ta đi của huynh trường nên mới thêm chút trở ngại cho ông ta. Thật ra, năm đó khi biết mình có thể ở lại kinh thành, ông đã đặt mua nhà ở bên ngoài những năm nay vẫn luôn sai người đến đó quét dọn trông nom trong nhà có đầy đủ mọi thứ cũng gần hoàng cung tiện cho ông vào trầu chuyển đến đó ở cũng không thành vấn đề đường trương niên càng không cần phải nói trong tay đệ ấy có đầy tiền để không hai năm nay cũng lục tục đặt mua một vài sản nghiệp ở trong kinh giàu rằng không nhiều nhưng cũng đủ cho nhà bọn họ sinh sống đường bách niên không muốn đưa tiền kì cà kỳ kèo không chịu nhả ra. Đường tùng niên cũng không gấp, kiên nhẫn phẩm trà chờ đợi. Đường trương niên thấy thế cũng yên lòng, ông ta nghĩ thầm cùng lắm thì chọn một chỗ nào gần nhà tam đệ, bố trí nhà lại lần nữa để hai nhà ở gần nhau cũng tiện thường xuyên qua lại. Đường hoài hưng ở bên ngoài thấy phu thân vì chút chuyện bồi thường mà kể cả không quyết định, hắn lập tức quính lên, đẩy cửa bước vào không chút nghĩ ngợi, đi tới bên cạnh đường bách Nhiên Tam Thúc nói chí phải, đã là tổ huấn thì đương nhiên phụ thân phải tuân thủ. Dẫu sao, về tình về lý cũng là nhị phòng và tam phòng phải chịu thiệt, vì thế bồi thường là điều đương nhiên. Nói xong, lại khẽ nói. Phụ thân, người không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm lỡ giờ việc lớn. Đường bách niên thoạt nghĩ thấy cũng đúng, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý. Đường tùng niên lập tức cầm gậy đánh rắn, sao, nói chẳng Giang Đại Hải về vấn đề nên bồi thường bao nhiêu, sau đó lại cầm bản tính gầy lạch cạch một hồi, cuối cùng báo ra con số, con số này suýt nữa làm đường bách niên nhảy dựng lên mắng ông lòng dạ thâm độc, nhưng sau cùng ông ta vẫn bị đường hoài hưng khuyên nhủ mà miễn cưỡng đồng ý. Sao, cầm gậy đánh rắn, thuận thế làm tới, được nước lấn tới, tranh thủ cơ hội. Cầm tiền rồi cút xéo đi. Đường Bách đau khổ vì khi không bị mất một đống tiền, ông ta không thể duy trì được sắc mặt tốt nữa mà căm hận nói. Đây là điều hiển nhiên, đại ca cứ việc yên tâm nha. Đường Niên cười ha ha trả lời, dáng vẻ này càng khiến cho ông ta tức đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại chẳng làm gì được. Phụ thân Hà tất phải cáo giận, ăn của chúng ta thì sau này chúng ta tự có cơ hội khiến cho bọn họ phải trả lại cả vốn lẫn lời. Sau khi hai huynh đệ kia rời đi, ánh mắt đường hoài hưng trở nên nham hiểm, hít thở vài cây thật sâu rồi lên tiếng khuyên nhủ. Đường bách niên đau như xẻo từng miếng thịt, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Ngày nhị phòng và tam phòng của đường phủ chia nhà truyền phủ đã được quyết định, sau khi đường quân giao hay tin mặc dù không lấy làm bất ngờ nhưng cũng không quá để ý, chỉ cần cả nhà ở bên nhau thì đi đâu mà chẳng được bấy giờ nàng đang nghe trường phong kể lại từng chuyện của phủ trấn viễn tướng quân khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức khi được xem kịch hay đỗ thành trung đã sinh lòng nghi ngờ kế tử thế nên ông ta không mọi cách để điều tra đầu tiên ông ta mặc kệ vân thị khóc lóc cầu xin mà cưỡng chế giam giữ phùng duy lượng lại tiếp theo ông ta mời đại phu đến bắt mạch cho mình thật kỹ hỏi rõ ràng chuyện con nối dõi nhưng các đại phu đều lần tránh vấn đề này ông ta nghe mà phát cáu. Cùng lúc đó, ông ta vừa sai người đi điều tra tâm tích của ngôn chấn kia, vừa trói hết đám người hầu hạ bên cạnh phung di lượng lại, không nói hai lời đánh cho bọn chúng một trận, đánh đến nỗi chóc da chóc thịt, muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Cuối cùng có người chịu không nổi cực hình trở thành người đầu tiên khai cung, có người mở đầu thì sau đó đương nhiên cũng có người lục tục theo sau. Đỗ Thành Trung ngồi cao trên ghế thái sư. Lắng nghe những người bị đánh đến độ máu me be bét chen lấn xô đẩy nhau kể lại những gì mình biết, ông ta càng nghe càng phẫn nộ, đến cuối cùng lại giận quá hóa cười. Được, được lắm, hóa ra suốt những năm qua ta đã nuôi một con sói mắt trắng, sao? Nực cười, đáng hận, ghê tởm. Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, đánh một quyền trên trường án, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, trường án đứt đoạn. Sao, sói mắt trắng? chỉ người ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Vân thị nhanh chóng biết được lời khai của đám hại nhân, cả người bà ta sụi lơ trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ. Cho nên, đây chính là lý do vì sao bà không thể có tin vui từ sau khi sinh hạ nữ nhi, tất cả đều là tội ác của nhi tử của bà. Năm đó thằng bé chỉ mới 10 tuổi đầu, làm thế nào mà một đứa trẻ mới mười mấy tuổi lại có thể nghĩ ra một cách thức độc ác như vậy? bà ta không dám tin đó lại là nhi tử của mình, một người con vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận. Trong phủ trung dũng tướng quân, Tào Thăng thấp giọng bẩm Ban đầu Phùng Di Lượng quả quyết nói mình bị oan, không chịu nói gì cả, tiếp đó, sau khi đám hại nhân nhận tội, đỗ tướng quân nào còn nghe hắn kêu oan nữa, ông ta trực tiếp cho người nghiêm hình tra tấn, cuối cùng ông ta còn tự mình ra tay đánh gãy hai chân của hắn ta, ngay cả đỗ phu nhân Vân Thị cũng bị ông ta giam lỏng. Phu thê hai người trở mặt thành thù, đâu còn dáng vẻ phu thê ân ái năm đó nữa. Hạ Thiệu Đình rủ mắt, thản nhiên ừ một tiếng. Tướng quân, Trường Phong cầu kiến. Có hạ nhân tiến lên bẩm báo. Sau khi Trường Phong đi vào hành lễ, Hạ Thiệu Đình nghe thấy hắn vội vã nói. Cá đã mắc câu, cô nương xin tướng quân lập tức mang theo nhân thủ đến cổng thành ở phía đông, xuống xuôi theo sông hộ thành cô nương đang đợi trong rừng cây cách đó mười dặm phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn